Hoàng Hồng xin chào tất cả mọi người đang theo dõi video của Hoàng Hồng cả nhà nhé. Hôm nay Hoàng Hồng lại gửi tặng cả nhà một bài hát dân ca Nghệ Tĩnh có tên gọi Hành Hương Về Quê Bác. Cả nhà cùng lắng nghe dân ca Nghệ Tĩnh cả nhà nhé. Những ai yêu quý tiếng hát của Hoàng Hồng và muốn nghe nhiều hơn thì hãy ủng hộ Hoàng Hồng bằng ấn chữ đăng ký kênh của Hoàng Hồng cả nhà nhé. Xin cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Bác ơi, tháng năm về con lại đến Kim Liên, thăm quê ngoài hoang trù, thăm làng trên quê nội, nhà lá đơn sơ chìm sâu trong ngõ lối, nhìn cảnh nhớ người bao nỗi bận ngờ. Bao kỷ
Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe Hoàng Hồng hát dân ca Nghệ Tĩnh cả nhà nhé. Và những ai yêu quý tiếng hát của Hoàng Hồng thì hãy ủng hộ Hoàng Hồng bằng ấn nút đăng ký để mỗi lần Hoàng Hồng hát mọi người có thể thấy và có thể nghe được, sẽ cùng hát với Hoàng Hồng những cái làn điệu dân ca Nghệ Tĩnh cả nhà nhé. Xin cảm ơn cả nhà rất là nhiều và hẹn gặp lại những video tiếp sau. Hoàng Hồng xin chào chung tất cả mọi người đang theo dõi video của Hoàng Hồng. Hôm nay Hoàng Hồng xin gửi tặng tất cả mọi người bài hát dân ca Nghệ Tĩnh có tên gọi là Mời Rượu. Xin mời mọi người cùng hát dân ca Nghệ Tĩnh với Hoàng Hồng cả nhà nhé.
Cảm ơn cả nhà rất là nhiều nha. Nếu như những ai yêu quý tiếng hát của Hoàng Hồng thì hãy ấn kênh đăng ký để mỗi lần Hoàng Hồng hát mọi người có thể thấy nghe được cả nhà nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.